Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. Chương trình thương phía binh Việt Nam Cộng Hòa xin đi định cư tại Mỹ coi chừng bị gạt. Nữ nhân viên nhà tù New York bị tình nghi giúp tù nhân vượt ngục. Tại Việt Nam đeo chuỗi vàng nặng 162 lượng cho tượng bà chúa xứ để lập kỷ lục. Sau đây là phần tin chi tiết. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vừa đưa ra một thông báo nhắc nhở công chúng hãy chú ý đề phòng những trường hợp lừa gạt đang xảy ra liên quan đến nghị quyết Thượng viện California mang tên là SGR 5. Đề nghị chính phủ Hoa Kỳ tái gia hạn một số chương trình để thương phế binh Việt Nam Cộng hòa và người nhà có thể nộp đơn xin định cư tại Mỹ thông cáo cho biết là trong thời gian qua văn phòng thượng nghị sĩ janet nguyễn được cho biết là có một số cá nhân tại hoa kỳ và một số nơi trên thế giới và ngay cả tại việt nam đang yêu cầu một số người hãy đưa tiền trước để làm hồ sơ bảo lãnh cho những thương phế binh việt nam cộng hòa và thân nhân muốn đến định cư tại mỹ qua một chương trình đang được đề nghị gia hạn với lời hứa và bảo đảm giả tạo là sẽ hoàn tất đơn một cách nhanh chóng cho họ cũng giống như bất cứ chương trình di trú nào, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn muốn mọi người hãy cẩn thận và đề phòng khi gặp bất cứ ai nói là họ có thể làm đơn cho quý vị rời khỏi Việt Nam, nhất là khi họ hứa rằng họ sẽ hoàn tất hồ sơ sớm và bảo đảm hồ sơ của quý vị sẽ được chấp thuận. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng khuyên những người muốn nộp đơn cho chương trình tái định cư, đừng bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho bất cứ một ai hoặc là đưa tiền cho bất cứ người nào hứa rằng sẽ giúp cho quý vị rời Việt Nam qua nghị quyết Thượng viện California SGR 5 cho tới khi nào có thông báo chính thức. SGR 5 là chương trình do Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đề nghị yêu cầu chính quyền liên bang Hoa Kỳ tái gia hạn chương trình định cư nhân đạo và chương trình ra đi trong trật tự cho phép thương với binh Việt Nam Cộng Hòa và vợ con của họ hiện đang sống ở Việt Nam được nộp đơn đi định cư tại Mỹ. SGA 5 đã được Thượng viện California thông qua và hiện đang chờ Hạ viện California xem xét. Sau khi được lưỡng viện Quốc hội California thông qua, thì chương trình này sẽ được gửi đến các nhà lập pháp liên bang để xem xét và quyết định. Thêm một tin hấp dẫn liên quan đến hành động vượt ngục y như phim của hai tù nhân ở New York. Đó là một nữ nhân viên nhà tù bị tình nghi đã giúp cho hai người này vượt thoát. Theo lời của biện lý quận Clinton là ông Andrew Wiley đã cho đài CNN hay thì một nữ nhân viên nhà tù đã cung cấp dụng cụ hay đồ nghề để giúp cho hai tù nhân này vượt ngục từ một nhà tù kiên cố ở tiểu bang New York. Hai người tù này đang bị cảnh sát săn lùng từ 7 ngày nay. Bà Joyce Marshall, một quản đốc huấn luyện nhà may tại nhà tù Clinton ở New York, đã bị thẩm vấn về vai trò của bà trong vụ vượt ngục của hai kẻ sát nhân là Richard Matt, 48 tuổi, và David Sweat, 34 tuổi. Ông Wiley đã cho biết có tin tức là bà Joyce Marshall đã chuyển các vật cấm cho cả Matt lẫn Sweat. Bà Marcel trước đó đã từng bị văn phòng tránh thanh tra của cơ quan cải huấn tiểu bang điều tra khi có tố cáo cho rằng bà quá thân thiện với tù nhân Matt. Tuy vậy, bà Marcel đã không bị biện pháp kỷ luật nào trong vụ này. Các nhân viên của nhà tù khác cũng đang bị điều tra về việc có thể đã giúp cho cuộc vượt ngục được tổ chức chu đáo này. Hơn 500 nhân viên công lực với sự giúp đỡ của chó đánh hơi và trực thăng đang tham dự cuộc săn lùng cùng với nhân viên cơ quan FBI và các cơ quan khác. Khu vực đang được tập trung tìm kiếm hai tù nhân này hôm thứ Sáu là cánh rừng rậm rạp chỉ cách nhà tù chừng vài cây số. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay càng thu hút du khách khi ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam quyết định là xác lập kỷ lục Việt Nam bằng sợi chuỗi nặng 162 lượng vàng 24 kara. Ngày 11 tháng 6 thì tờ Thanh niên đã dẫn tin từ ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam cho biết là dịp lễ năm nay đang diễn ra đến hết ngày 13 tháng 6 và ban quản trị đã đeo lên tượng Bà Chúa Xứ sợi dây chuỗi 3 lớp nặng 162 lượng vàng 24 kara. Bộ chuỗi 3 lớp này có tổng cộng là 187 hạt châu, mỗi hạt được chạm trổ phượng và hoa mẫu đơn khá công phu do một tiệm vàng ở Sài Gòn chế tác. Theo ông Phó trưởng ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam cho biết, thì ngoài sợi chuỗi vàng này, bà chuối xứ còn có một bảo vật khác là một chiếc kiền được chế tác từ 20 lạng vàng 24 carat. Tượng bà sẽ được đeo chuỗi vàng trong các ngày rằm 14, 15 và ngày 29, 30 âm lịch xong thì các món vật này được đem cất vào kho riêng vào ngày lễ hội vía bà thì được đeo suốt do sợi chuỗi có giá trị lớn nên khi đeo lên tượng bà phải có người canh giữ cẩn trọng bên cạnh đó thì gắn camera bí mật để theo dõi bảo đảm là sợi chuỗi không bị đánh cắp vào tháng 5 năm 2008, thì miếu bà chúa xứ Núi Sam và tượng bà chúa xứ đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam và tượng bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất Việt Nam. Lần này với sợi dây chuyền nặng 162 lượng vàng này, thì miếu bà chúa xứ chắc chắn có thêm một kỷ lục nữa. Tuy nhiên, kỷ lục này có ý nghĩa gì đối với một đất nước mà nạn tham nhũng, thiếu ăn, thiếu mặt còn đầy dẫy như Việt Nam thì thật là không hiểu nổi. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ sáu, 12 tháng 6 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.